Vi vô cùng đất nước Việt Nam hữu tình xinh đẹp từ Bắc chí Nam và ngược lại. Trên con đường quốc lộ 1A thân quen, chúng ta lại nhìn thấy bước chân của Ngài Thích Minh Tuệ cùng với tăng đoàn vi hành của chúng ta rất đông trên những con đường hàng vạn km ngược xuôi Bắc Nam trong kiếp bộ hành khất thực hạnh đầu đà 13. Một hành tu hết sức là khổ hạnh và gian nan, đòi hỏi con người của chúng ta có được một cái sức khỏe cường tráng, một sự dẻo dai và một cái tinh thần tu luyện có thể nói là đạt đến đắc đạo của Đức Phật. Và kiếp hành bộ hành 13 của người Ngài Thích Minh Tuệ chúng ta đã lan tỏa được cái sức sống dẻo dai của con người Việt Nam, tinh thần phi thường vượt qua những cái thử thách phong ba bão tố của mưa nắng miền Trung đỏ lửa thất thường, cũng như vượt qua được những cái cám dỗ của vật chất, của dục vọng, của quyền lực một cách thấp hèn của xã hội chúng ta, để trở về với một cái kiếp tu hành đầu đà, buông bỏ mọi thứ tham sân si, thực hiện cái hành vi tốt đẹp cho xã hội, trở thành một con người cứu khổ cứu nạn đối với chúng sinh, và giúp thế giới của chúng ta thức tỉnh, giúp cho tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới có thể tìm được một cái can duyên tốt đẹp để đưa thế giới của chúng ta thoát ra được những cái cuộc chiến tranh hết sức là đẫm máu, những cái xung đột toàn cầu hết sức là to lớn, rồi gì đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng, rồi chống khủng bố, vâng, rất nhiều. Thế giới có thể nói là chưa bao giờ đứng trước những cái mối đe dọa về sự diệt vong trong thế kỷ 21 đang tiềm tàng. Và dường như thế kỷ 21 chúng ta lại nghe tới vũ khí hạt nhân, chiến tranh hạt nhân. Các quốc gia luôn luôn nói đề về cái vấn đề này rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng khi con người của chúng ta thức tỉnh và biết rằng sai có thể là đúng và đúng có thể là sai, sẽ giúp cho con người của chúng ta tìm ra được những cái lối thoát mà tất cả chúng ta đôi khi chưa có thể cảm nhận được. Những cái lối thoát đó sẽ mang lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho trái đất của chúng ta, mang lại cái tình yêu thương, cái sự hợp tác cạnh tranh một cách lành mạnh vì cái sự phồn vinh của các quốc gia, hạnh phúc của dân chúng trên toàn cầu, cũng như là cái sự đẹp đẽ của trái đất của chúng ta. Và ai sống trên thế giới này thì đều là một cái công dân toàn cầu, và đã là công dân toàn cầu thì chúng ta phải có trách nhiệm đối với những cái hành vi của chúng ta để bảo vệ trái đất. Đó là ô nhiễm môi trường, đó là biến đổi khí hậu, đó là dịch bệnh, đó là khủng bố chiến tranh, rồi đó là an ninh mạng, an ninh lương thực, buôn người, tệ nạn xã hội rất nhiều. Và trong cái tình yêu thương dạt dào vô bờ bến đó thì vị chân tu của Việt Nam, Ngài Thích Minh Tuệ đã mang đến cho thế giới một cái sự khổ hận của con người, kiếp khổ hận đầu đà 13 mà con người phải vượt qua, phải luôn luôn có ý chí phi thường, nghị lực phi thường và một cái tinh thần quả cảm, một cái sự dẻo dai để tiến về phía trước, cũng như là một cái tâm thế lạc quan yêu đời trước những cái biến động, những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái hiểm nguy vô cùng to lớn mà thế giới đang đặt ra cho tất cả mọi chúng sinh trên toàn thế giới này. Qua đó cũng gửi đến cho tất cả con người trên toàn thế giới ngộ giác và nhìn về con đường chân thiện nhân để hướng đến những cái giá trị đẹp đẽ hơn cho loài người, cho cái thế giới của chúng ta. Một cái tinh thần giác ngộ, một cái tinh thần đấu tranh vì cái đúng, vì cái thiện, vì cái lẽ phải, vì cái công lý, luôn luôn phải được bảo vệ, phải được ủng hộ, phải được đồng tình và phải được động viên, khuyến khích. Tinh thần
yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng cái sự phồn vinh, thịnh vượng, phát triển, yêu chuộng cái sự tiến lên của xã hội loài người trong thế kỷ 21 này, cần được tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia lớn, ví dụ như Mỹ, Liên bang Nga, Trung Quốc, rồi Anh, Pháp, Ấn Độ, Brazil, những quốc gia có những cái tiếng nói tương đối quan trọng và quyết định định hình cái cấu trúc của thế giới chúng ta trong thế kỷ 21 này. Một cái sự suy nghĩ sai lầm, một cái tính toán sai lầm có thể làm trái đất của chúng ta nổ tung trong giây lát. Và tất cả con người chúng ta đều phải thấu hiểu điều đó. Những nhà cầm quyền trên thế giới này phải luôn luôn có trách nhiệm với những lời nói của mình, phải luôn luôn ứng xử vì sự phát triển chung của xã hội loài người, vì cái sự đấu tranh không mệt mỏi của thế giới chúng ta cho hòa bình, cho ổn định và phát triển trong những thế kỷ qua, để con người có thể đạt được những cái giá trị tuyệt vời như ngày hôm nay. Chúng ta tin tưởng rằng với cái kiếp khổ hạnh tu hành đầu đà 13 mà Ngài Thích Minh Tuệ hiện thân của Phật Tổ Như Lai đầu thai tới tương lai của chúng ta mang đến cho kiếp chúng sinh trên toàn thế giới, thì cũng lan tỏa được những cái thông điệp, những cái giá trị, những cái điều muốn nói đến tất cả chúng sinh của chúng ta. Chúng ta muốn an lành, chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn hòa bình, thì chúng ta phải từ bỏ tham sân si, chúng ta phải luôn luôn thân lọc bản thân mình, và chúng ta luôn luôn phải biết tự phê bình bản thân, tự kiểm điểm bản thân với và sống có một cái trách nhiệm đối với thế giới của chúng ta. Thì có như thế thì thế giới của chúng ta mới có thể phát triển, mới có thể tiến lên và mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho loài người của chúng ta trong thế kỷ 21. Chúng ta nhìn về thế kỷ 21 với một cái tâm thế, với một cái tinh thần lạc quan, yêu đời và tinh thần phơi phới, nghị lực phi thường tiến về phía trước. Hãy subscribe.